Thưa quý vị, vào mùa cá ra, lượng thủy sản khá dồi dào, các cơ sở sản xuất chế biến cá khô ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang tăng cường thu mua để chế biến sản phẩm cá khô, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn 2024. Huyện Tam Nông hiện có một làng nghề cá khô Phú Thọ và nhiều cơ sở sản xuất cá khô. Các cơ sở chế biến khô cá hiện đang thu mua nguyên liệu tăng nhịp độ sản xuất. Cá làm khô nhiều nhất là cá lóc, cá sặc rằn. Trung bình, mỗi cơ sở làm ra hàng ngày từ 50-70kg khô cá lóc, cá sặc rằn thành phẩm các loại và cung cấp ra thị trường trong và ngoài huyện Tam Nông trên 50kg cá khô các loại. Lúc cao điểm, một cơ sở bán được gần cả 100kg khô cá. Tại cơ sở làm khô cá đồng Phan Chao ở xã Hòa Bình vào thời điểm này, nhân công đang tất bật làm ra sản phẩm để cung cấp cho thị trường Tết. Nguyên liệu sản xuất khô cá của cơ sở đặt mua từ những người đánh bắt ngoài tự nhiên chở tới tận nơi. Hiện tại, cơ sở cũng đang chuẩn bị trên 3 tấn khô cá, tép các loại để phục vụ thị trường Tết 2024. Năm nay tăng hơn so năm rồi, gần 1 tấn khô các loại.